Đừng có lộn xộn nha. Có cái gì là tôi báo cho My liền đó. Anh muốn báo chứ gì? Thì anh cứ việc báo. Tôi chẳng làm gì ra mà phải sợ cả. Ừ. Coi chừng tôi á. Ừ. Còn cô nữa. Người ta là Hoa đã có chủ rồi. Nên mình có làm cái gì á thì cũng bớt bớt lại một chút. Em nói chị My đi qua Mỹ hả? Ừ. Công ty đã có quyết định rồi mà. Sao anh không nghe chị My nói gì về chuyện này nhờ? Chị My chưa nói gì với anh hả? Chưa. Có thể là chị My không biết nói gì á. Nhưng mà em thấy đây là cơ hội tốt cho chị My mà. Nếu mà chị My muốn đi du học Mỹ, anh có đồng ý cho chị My đi không? Lần trước á, anh nói là anh với chị My sẽ tổ chức đám cưới. Nếu mà chị My đi du học thì đám cưới sẽ phải hoãn lại. Em mà là chị My, em cũng sẽ cảm thấy bối rối lắm. Không biết là nên chọn tình yêu hay sự nghiệp đó. Em là em, còn chị My là chị My. Và anh tin chắc chị My biết mình muốn gì. Chứ anh nghĩ chị My muốn gì? Tất nhiên là một đám cưới rồi. Chuyện đó quan trọng nhất mà. Vậy hả? Ừ. Em thì em không thấy vậy đâu nha. Mà thôi, nói chuyện khác đi. À, hay hôm nay anh mời em đi ăn đi. Anh rảnh mà. Với lại hôm nay chị My tăng ca rồi. Anh xin lỗi em nha. Tối nhiều việc lắm. Để có gì hôm khác ăn. Thôi đi đi. Em bỏ tay anh ra đi. Không. Em với anh là bạn bè mà. Nắm tay thì có làm sao em đâu. Em bỏ ra mọi người nhìn bây giờ. Thôi đi ăn đi. Anh không có đùa đâu nha. Trời ơi, em năn nỉ anh đó. Thôi mà. Em bỏ ra. Nè, nè, nè. Hai người đang làm cái trò gì đó. Sao anh tới đây? Đã cầu hôn rồi mà còn ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. My thì tăng ca miệt mài. Đợi xíu đi. Để chụp bằng chứng cái đã. Khoan nữa. Anh bớt bớt đi. Tôi với cả Lâm Anh chỉ là bạn thôi. Anh chụp hình cũng chả để làm gì đâu. Ông nói chuyện nghe hay lắm. Đừng có lộn xộn nha. Có cái gì là tôi báo cho My liền đó. Anh muốn báo chứ gì? Thì anh cứ việc báo. Tôi chẳng làm gì ra mà phải sợ cả. Ừ. Coi chừng tôi á. Ừ. Còn cô nữa. Người ta là Hoa đã có chủ rồi. Nên mình có làm cái gì á thì cũng bớt bớt lại một chút. Anh á. Anh thì liên quan gì cái chuyện này? Ừ, đúng rồi, không có liên quan. Nói chung là bên đây chỉ cần tránh xa bên đây ra là được. Nếu không á, coi chừng tôi á. Mà thiệt lòng á, nếu mà được, tôi cũng muốn tác thành cho hai người lắm. Hả? Nhưng mà đau là không có được. Thôi, hết giờ làm việc rồi. Nhà ai nấy về, mẹ ai nấy tìm. Cấm tụ tập, ok. Anh nói gì vậy em chả hiểu vậy. Thôi mình đi ăn đi. Thôi em về đi. Anh có việc rồi nha. Anh cho. Giấc mơ của mẹ phát sóng độc quyền trên Vion.